Hello, Rosie. Hello, Mom. How are you today? I'm fine, thank you. I'm very well. Now, today we will learn English 2, my phonic ratio, unit 6, letter S. 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 Rồi, hôm nay chúng ta học bài số 6 của chương trình tiếng Anh lớp 2, bài chữ S nha. Hôm nay học ông mặt trời, ngôi sao và con rắn. Ông mặt trời là gì? Sun. 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 Star. 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 Snake. 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 Again. Break again. Sun. Star. Snake. Sun. Star. Snake. Rồi, xong rồi bài đọc nào. Look at the sun. Look at the sun. Look at the sun. Look at the snake. Look at the snake. Help. Look at the star. Look at the star. Rồi dịch sao nhỉ? Look at the sun là nhìn ông mặt trời nè. Nhìn ông sao nè. Look at the snake, nhìn con rắn nè. Help. Cứu với. Rồi bây giờ ông mặt trời, what color? What color? Yellow. Yellow. À, yellow tích vào đây nha. Rồi, what color? Yellow. Yellow tick vào đây. Rồi, what color is it? Yellow blue. Okay. Rồi, khoan vào câu B. Rồi, đọc nào. Sun, 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 star, sun, 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 star, star, sun, 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 ok, đọc xong đuối luôn. Rồi, chúng ta sang bài tiếp theo. Rồi, nào bài số 6 nào. À quên, à, vẫn là bài đó, quên. Sang lesson 2. Nào đọc nào. Sun. Sun. Star. Star. Snake. Snake. Sun. Sun. Star. Star. Snake. Snake. Sun. Sun. Star. Snake. Look at the sun. Look at the star. Look at the snake. The star and the snake are in the sun today. Okay, Rosie, read again. Look at the sun. Look at the star. Look at the snake. Rồi, tiếp tục nào. Look at the snake. Look. Cut. Nhìn vào đây. The look at the snake. The star and the snake are in the sun today. Hãy nhìn ông mặt trời nè, hãy nhìn ngôi sao nè, hãy nhìn con rắn nè. Ngôi sao và con rắn đang ở dưới ánh mặt trời ngày hôm nay. Rồi ông trời nè, ông mặt trời nè, ngôi sao nè và con rắn đang ngồi nằm phơi nắng nè, hay không? Rồi qua bài này. Rồi, bài này làm sao nhỉ? Tô màu mà ngôi sao mà bắt đầu với chữ à, có chữ sờ lớn, sờ nhỏ đó. Đấy, có sờ lớn, sờ nhỏ thì tô. Ok, ok, ok. Rồi, chữ này sai rồi nè. Cái này đâu phải tô, bỏ nè. Rồi, bài này là con hải cẩu. Bao giờ, có bao giờ nhìn thấy con hải cẩu chưa? Dạ chưa. Nó sống ở ngoài biển đấy. Siêu. 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 Rồi, bài này là theo tô màu bức tranh. Tô màu bức tranh mà bắt đầu với chữ sờ. Ở đây sẽ có ông sao, star, và ông mặt trời, sun. Là có chữ sờ nên tô màu. Còn cái nhẫn thì chúng ta không tô vì nó vài chữ r. Rồi, read again, Rosie. Sun, star, snake. Siêu. Again. Sun, star, snake. Siêu. Ok, bài học này là hết rồi. Goodbye. See you later.